Bạo lực học đường là gì? Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm, trấn áp người khác, gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học. Bạo lực học đường bao gồm các hành vi bạo lực về thể chất, gồm đánh nhau giữa các học sinh hoặc các hình phạt thể chất của nhà trường. Bạo lực tinh thần bao gồm cả việc tấn công bằng lời nói. Bạo lực tình dục bao gồm hiếp dâm và quấy rối tình dục, các dạng bắt nạt bạn học và mang vũ khí đến trường. Vậy thì bạo lực xuất phát từ đâu? Nguyên nhân đôi khi chỉ bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong giao tiếp hàng ngày, như tranh chấp đồ đạc, nói xấu nhau, tung ảnh của nhau lên mạng xã hội, hiểu nhầm nhau, đọc trộm tin nhắn của nhau cũng dẫn tới bạo lực. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn xuất phát từ những bất ổn tâm lý trong gia đình. Một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh bố mẹ thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau, thậm chí chúng thường xuyên bị đánh đập cũng chính là nguyên nhân dẫn tới hành vi bạo lực. Trong thời đại cách mạng 4.0, các em bị ảnh hưởng bởi những hành vi bạo lực từ mạng xã hội. Mạng xã hội vô tình đã định hướng ngôn ngữ và hành vi của bản thân các em. Hậu quả của bạo lực học đường gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt thể xác và tinh thần. Những học sinh bị bạo lực, nhất là bạo lực về tinh thần, bạo lực ngôn ngữ, thường cảm thấy bị tổn thương, chán nản, lo âu, cô đơn, suy sụp, sự sợ hãi hoặc nỗi ám ảnh. Thậm chí, tình trạng này có thể kéo dài suốt cuộc đời. Các em không dám ra ngoài chơi hoặc đến trường, không thể tập trung vào học hành. Với những em chứng kiến sự việc, những hành vi bạo lực khiến các em cảm thấy sợ hãi. Nếu thấy có những kẻ gây ra bạo lực không bị trừng trị, thì các em sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, có thể hùa theo, cổ vũ cho hành vi đó hoặc không dám lên án, tố cáo. Những hậu quả mà bạo lực học đường gây ra, kể cả thể xác hay tinh thần, cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến việc học tập, cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời. Đặc biệt, những đứa trẻ có hành vi bạo lực, lạm dụng quyền hành từ khi còn nhỏ, khi lớn lên có thể mắc phải những hành vi tội ác nhiều hơn những đứa trẻ khác. Cách phòng tránh bạo lực học đường. Đối với học sinh, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, bố mẹ, với thầy cô giáo, chấp hành tốt nội quy trường lớp, tránh xa bạo lực, nói không với bạo lực. Nếu thấy hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp và xử lý.